Vào lúc 13 giờ chiều ngày 20 tháng 10 năm 2020, chị Hoàng Thị Ái, 33 tuổi, ngụ tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, bất ngờ chuyển dạ đứa con thứ ba đang mang thai trong bụng. Chồng của chị Ái cũng đang bị bệnh thoái hóa khớp ở chân nên không ai chở đi. Ngay lập tức, phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tỉnh Quảng Bình đang túc trực tại huyện Lệ Thủy, phối hợp cùng công an huyện Lệ Thủy đưa cano đến nhà của chị Ái. Do sóng cao và đường đi nhiều dây điện chằng chịt nên lực lượng tiếp cận khó khăn. Theo đại úy Phạm Tấn Cương, cán bộ phòng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình, người trong tổ đã đưa chị Ái đi sinh, chia sẻ từ cơ quan đến vùng lũ nhà của chị Ái và chở đi bệnh viện bằng cano phải mất 1 giờ 30 phút do khu vực ngập sâu, sóng cao và đường đi nhiều dây điện chằng chịt, tiếp cận khó khăn. Cũng theo đại úy Cương, lực lượng cũng đưa chồng của chị Ái đi bệnh viện để chữa trị bệnh thoái hóa khớp.